tổng hợp ngày 17 tháng 4. Mỹ tin rằng Israel đang lên kế hoạch tấn công có giới hạn vào Iran. Những giờ tới có thể quyết định liệu Trung Đông có rơi vào chiến tranh mở rộng hay không. Ông Sunak kêu gọi Thủ tướng Israel bình tĩnh trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang. Ông Putin yêu cầu kiềm chế khi điện đàm với Tổng thống Iran. Chuyên gia cảnh báo Nga có thể chiếm thành phố Kharkiv của Ukraine trong vài tháng. Số người Việt vượt eo biển Manchur vào Anh là đông nhất. Chuyên gia cho biết, kết quả đòn tấn công của Iran là 2 thắng và 1 thua. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tổng hợp ngày 17 tháng 4 của DKN. Kính thưa quý vị, Israel tiếp tục cảnh báo họ sẽ trả đũa sau cuộc tấn công quy mô lớn của Iran vào cuối tuần qua. Chuẩn đô đốc Daniel Hakari, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, hôm thứ Ba ngày 16 tháng 4 đã nói với các phóng viên rằng Iran sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt. Chúng tôi sẽ không cho phép sự gây hấn này trong khu vực. Trước đó một ngày, IDF đã bắn tín hiệu họ sẽ đáp trả cuộc tấn công chưa từng có của Iran và cho biết họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết, nhưng không tiết lộ là họ sẽ trả đũa khi nào và như thế nào. Trong khi đó, Mỹ tin rằng Israel đang lên kế hoạch tấn công có giới hạn vào Iran. Các nguồn tin tiết lộ với đài CNN rằng Mỹ tin phản ứng quân sự của Israel đối với các cuộc tấn công của Iran sẽ ở phạm vi hạn chế. Một quan chức chính quyền cấp cao và một nguồn tin quen thuộc với tình báo cho biết, có vẻ như Israel đang xem xét một cuộc tấn công phạm vi hẹp và có giới hạn vào lãnh thổ của Iran. Một trong những nguồn tin này cho biết, Mỹ chưa được cung cấp thông tin chính thức về kế hoạch này. Một quan chức chính quyền nói với kênh CNN, "Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ đưa ra một số cảnh báo để chúng tôi sẵn sàng bảo vệ nhân viên của mình, không chỉ quân sự mà cả ngoại giao trên toàn khu vực. Nhưng không có gì bảo đảm rằng họ sẽ thông báo trước cho chúng tôi, và họ biết khi họ thông báo trước cho chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ lại phản đối bất cứ điều gì họ sắp tiến hành." Quan chức này nói thêm rằng, Mỹ tin tưởng sẽ có sự xuống thang nếu Israel không đáp trả. Nhưng bất kỳ động thái bổ sung nào hiện nay đều mở ra một loạt khả năng khác, một số trong đó khá đáng sợ. Kính thưa quý vị, những giờ tới có thể quyết định liệu Trung Đông có rơi vào chiến tranh mở rộng hay không. Đây là đánh giá của Dominic Wacom, biên tập viên các vấn đề quốc tế của Sky News khi quan sát tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran. David Horowitz, biên tập viên của tờ Times of Israel, và là một trong những nhà quan sát dày dặn về quan hệ quốc tế của Israel cũng bày tỏ rằng nếu Israel tấn công, Jerusalem có nguy cơ sẽ phá vỡ liên minh đã giúp đỡ nhà nước do Thái đánh chặn cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran vào cuối tuần qua. Ông Horowitz nói với Sky News có mối lo ngại rằng nếu bạn đánh trả, bạn có nguy cơ phá vỡ liên minh đó, bạn có khả năng thúc đẩy một phản ứng tiếp theo của Iran và do đó gây ra một cuộc chiến tranh khu vực, thậm chí có khả năng là một cuộc chiến tranh thế giới. Liên quan đến vấn đề này, ông Sunak kêu gọi Thủ tướng Israel bình tĩnh trong bối cảnh căng thẳng với Iran leo thang. Vào chiều thứ Ba ngày 16 tháng 4 theo giờ địa phương, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu một phát ngôn viên của phố Downing cho biết, ông Sunak đã nói với ông Netanyahu rằng sự leo thang đáng kể không có lợi cho ai cả và sẽ chỉ làm sâu sắc thêm tình trạng bất ổn ở Trung Đông. Ông Sunak nói, đây là thời điểm để những cái đầu bình tĩnh chiếm ưu thế. Thủ tướng Anh cũng nhấn mạnh Iran đã tính toán sai lầm và ngày càng bị cô lập trên toàn cầu khi G7 điều phối một phản ứng ngoại giao. Ông cũng nhắc lại sự ủng hộ của Vương quốc Anh đối với an ninh của Israel và sự ổn định ở Trung Đông. Ông Netanyahu được cho là đã cảm ơn Vương quốc Anh vì sự hỗ trợ nhanh chóng và mạnh mẽ trước cuộc tấn công liều lĩnh và nguy hiểm của Tehran vào hôm thứ Bảy. Cùng với đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu kiềm chế khi điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi vào hôm thứ Ba ngày 16 tháng 4. Điện Kremlin cho biết, ông Putin bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên sẽ thể hiện sự kiềm chế hợp lý và sẽ không cho phép một đợt đối đầu mới gây ra hậu quả thảm khốc cho toàn bộ khu vực. Báo cáo cũng cho biết, ông Raisi và ông Putin đã thảo luận chi tiết về vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Syria vào ngày 1 tháng 4. Tehran cáo buộc Israel chính là thủ phạm, trong khi Jerusalem chưa lên tiếng nhận trách nhiệm. Ông Raisi cho biết Cuộc tấn công trả đũa bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Iran nhằm vào Israel hôm thứ bảy là ép buộc và có giới hạn và còn nhấn mạnh rằng ông không quan tâm đến việc leo thang hơn nữa. Nga và Iran là những đồng minh thân cận, trong đó Iran là kẻ thù không đội trời chung với Mỹ và là nhà cung cấp khí tài quân sự cho cuộc chiến của Moscow ở Ukraine. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh lo ngại rằng bất kỳ sự leo thang quân sự nào giữa Israel và Iran, đặc biệt là bất kỳ sự liên quan nào đến Mỹ, có thể kéo Nga vào một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Ở một mặt trận khác, quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt một chỉ huy Hezbollah ở miền nam Liban. Tuyên bố hôm thứ Ba, ngày 16 tháng 4 của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, có đoạn sáng sớm hôm nay một phi cơ của không quân israel đã tấn công và tiêu diệt ismail yushab bas chỉ huy khu vực ven biển của hezbollah tại khu vực Ain Ebel ở liban idf nói thêm rằng ismail từng là quan chức cấp cao và kỳ cựu ở một số vị trí trong cánh quân sự của hezbollah cấp bậc hiện tại của ismail tương đương với chỉ huy lữ đoàn lực lượng hezbollah sau đó xác nhận trong một tuyên bố rằng ismail đã thiệt mạng ở miền nam liban Chuyển đến tình hình Đông Âu, chuyên gia cảnh báo Nga có thể chiếm thành phố Kharkiv của Ukraine trong vài tháng. Kharkiv là thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm ở đông bắc của nước này, cách biên giới Nga chỉ vài chục km, là một mục tiêu hàng đầu mà Điện Kremlin đang để mắt tới và kỹ hiểu rõ điều đó. Hồi đầu tháng, Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói rằng Kharkiv là một trong những thành phố lớn của Ukraine, vì vậy nó có ý nghĩa biểu tượng to lớn. Ông nói thêm rằng chính quyền Kyiv đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn lực lượng Nga chiếm được thành phố này. Tuy nhiên, có những câu hỏi cấp bách về việc Ukraine có thể cầm cự được bao lâu trong và xung quanh Kharkiv nếu như Ukraine vẫn thiếu sự hỗ trợ quân sự quan trọng của Mỹ. Trao đổi với kênh Newsweek, Jacob Parakilas, nhà nghiên cứu về chiến lược chính sách và khả năng quốc phòng của Rand Corporation, đã cho biết, ngay cả khi dòng viện trợ tới Ukraine tiếp tục bế tắc, một cuộc tấn công thành công vào Kharkiv sẽ là nhiệm vụ không dễ đối với Nga, nhưng nó không hoàn toàn nằm ngoài khả năng đó. Kharkiv nằm rất gần biên giới Nga, vì vậy một cuộc tấn công chậm nhưng gây tiêu hao có thể giúp Moscow kiểm soát thành phố này trong vài tháng. Ông Parakilas dự đoán, quan trọng hơn là kho vũ khí của Ukraine đã cạn kiệt đáng kể so với năm ngoái, thời điểm mà Kyiv đang dồn lực chuẩn bị phản công. Hiện vẫn chưa rõ rằng Nga có ưu tiên nhằm mục tiêu nào vào Kharkiv hay không vì điều đó có nghĩa là họ có thể phải chuyển bớt nguồn lực từ Donetsk về. Mặt trận miền Đông là nơi mà Nga đang có được lợi thế lớn. Đại tá Andriy Jabubini từ lực lượng Khotichia của Ukraine hoạt động ở phía Đông Bắc cho biết những nỗ lực chính của Nga tập trung ở Donbass. Tuy nhiên, chúng tôi không thể loại trừ bất kỳ phương án nào. Trong những tuần gần đây, Kharkiv đã phải đối mặt với các cuộc tấn công dồn dập của Nga. Các cuộc tấn công đã phá hủy nghiêm trọng cơ sở hạ tầng năng lượng của thành phố và đánh sập nhiều công trình. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà xanh san tuyết sùng đô. Trà có vị đậm, chát nhẹ, ngọt hậu và rất được nước. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Chuyển đến một số tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Dữ liệu thống kê cho thấy số người Việt vượt eo biển Manchester để vào nước Anh trong năm nay là đông nhất so với những sắc dân khác. Cụ thể, Báo The Telegraph của Anh hôm thứ Hai đã dẫn số liệu của chính phủ Anh cho thấy vào ngày Chủ nhật 14 tháng 4 có hơn 530 người đến đất Anh. Đây là con số cao nhất đến nước Anh bất hợp pháp qua eo biển Manchester chỉ trong một ngày. Từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 6.265 người thuộc dạng này đến được xứ Sương Mù, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng số người Việt Nam vượt eo biển Manchester vào Anh trong năm nay tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái năm 2022 có 505 người và nay lên 1.323 người. Lực lượng biên phòng Anh báo cáo có những chiếc thuyền nhỏ chở đến 20 người Việt Nam. Tin cho biết, do biện pháp an ninh chặt chẽ hơn đối với các xe tải, cũng như vụ 39 người Việt chết ngạt trong thùng xe đông lạnh hồi năm 2019, khiến nhiều người tránh đi bằng đường bộ mà lại chuyển sang đường biển vào Anh bằng thuyền nhỏ. Số lượng người Việt Nam vào Anh bất hợp pháp gia tăng là một lý do mà người phát ngôn của thủ tướng Anh hôm thứ hai đã nêu ra khi yêu cầu quốc hội nước này cần thông qua dự luật Rwanda, mục đích là cứu mạng cho những người đang bị các băng nhóm buôn người bóc lột. Theo báo The Telegraph, người Việt nhập cư lậu vào Anh thường bị các nhóm buôn người đưa đến làm việc tại những tiệm làm móng tay, móng chân, những trang trại trồng cần sa, những nhà hàng và vào ngành buôn bán tình dục ở Anh quốc. Tiếp tục một thông tin đáng chú ý khác. Sợ bị kiểm tra và tịch thu, hàng loạt tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt đóng cửa để né quản lý thị trường. Theo ghi nhận của phóng viên VN Express, hôm thứ Ba ngày 16 tháng 4, một số tiệm vàng tập trung ở khu vực quận 5 đóng cửa, thậm chí có cửa hàng treo biển báo dừng hoạt động hơn nửa tháng. Đường Nguyễn Duy Dương, Bùi Hữu Nghĩa, An Dương Vương, hai khu vực chợ An Đông, quận 5, vốn là nơi kinh doanh vàng bạc sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh, cũng xuất hiện một số tiệm vàng đóng cửa, nghỉ bán. Tình trạng này diễn ra sau khi thủ tướng ra công điện yêu cầu tăng cường quản lý thị trường vàng. Tổng cục quản lý thị trường đã kiểm tra nhiều cửa hàng buôn bán vàng ở các địa phương và phát hiện vi phạm. Một chủ của một tiệm vàng giấu tên tại quận Nam tiết lộ với báo Tuổi trẻ rằng lý do nhiều tiệm vàng tạm đóng cửa để tránh bão, vì nếu có kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện sai phạm, đặc biệt hai lỗi điển hình là sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền như Chanel Cartier, LV, Bulgari, dưới dạng khuyên tai, vòng tay, nhẫn, dây chuyền. Lỗi thứ hai là nguồn gốc xuất xứ, vì hiện nay các tiệm hầu hết mua từ nguồn trôi nổi trên thị trường nên rất khó chứng minh nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Vì vậy theo lời của chủ tiệm vàng này, một khi bị phát hiện lập biên bản, mức phạt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng và tịch thu niêm phong sản phẩm, không biết khi nào có thể lấy hàng về nên tạm thời các tiệm vàng đối phó bằng cách tạm đóng cửa. Một tiệm vàng khác tại thành phố Hồ Chí Minh cũng cho hay đã tạm đóng cửa một tuần nay vì thấy bất an. Được biết, ngoài việc kiểm tra tại tiệm vàng, thời gian qua cơ quan quản lý thị trường đã theo dõi việc bán vàng trên các tài khoản mạng xã hội. Đơn cử như trong vụ tiệm vàng Kim Hương Dinh, một tiệm vàng lớn ở An Giang bị kiểm tra hồi đầu tháng, tổ chuyên trách về thương mại điện tử âm thầm theo dõi 2 tháng. Trong quá trình này, họ phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Cartier, khi thông tin này được báo chí đăng tải, nhiều tài khoản bán vàng trên mạng xã hội cũng tìm cách đối phó. Theo đó, thay vì like bán hàng như trước, nhiều tài khoản đã tung các biển thông báo được viết tay là không bán các sản phẩm nhái các nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền như Chanel, Cartier, LV, Bulgari. Tiếp theo là mục phân tích và bình luận. Phân tích của chuyên gia cho biết, kết quả đòn tấn công của Iran là hai thắng và một thua Cuộc chiến giữa Iran với Israel đã ra khỏi bóng tối, sử dụng máy bay không người lái và hỏa tiễn, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel. Hai nước từ lâu đã tham gia vào một cuộc chiến trong bóng tối, với việc Iran sử dụng lực lượng ủy nhiệm của mình và Israel thực hiện các vụ ám sát có chủ đích. Gần đây nhất, cuộc tấn công của Israel vào Syria đã giết chết một số chỉ huy hàng đầu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), dẫn đến phản ứng được nhiều người dự báo từ Iran. Israel sẽ làm gì tiếp theo? Liệu một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn đã bắt đầu? Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò gì? Sau đây là tổng hợp những nhận định cập nhật nhất từ các chuyên gia của Hội đồng Đại Tây Dương. Cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Manta, Gina A. Procompri nhận định kết quả đòn tấn công của Iran là hai thắng và một thua. Nên phân biệt kết quả của cuộc tấn công thành hai thắng và một thua. Chiến thắng thứ nhất, với hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái được gửi thẳng tới lãnh thổ Israel, danh dự của Iran đã được thỏa mãn. Các nhà lãnh đạo Iran đã công bố ý định của chính mình và công khai nhận trách nhiệm, mặc dù thiệt hại thực tế có vẻ hạn chế, nhưng phản ứng bất thường đủ khốc liệt để gây ra báo động quốc tế trên diện rộng. Người Iran tức giận vì Israel đã ám sát đồng bào trên nơi được hiểu về mặt pháp lý chính là lãnh thổ có chủ quyền của Iran, và giờ người Iran có thể hài lòng tuy nhiên thiệt hại vật chất gây ra cho các mục tiêu của israel cho đến nay vẫn ở mức tối thiểu bước tiếp theo không nhất thiết phải là leo thang chiến thắng thứ hai thủ tướng benjamin netanyahu có được ba điều mà ông vô cùng cần gaza đã rút lui khỏi cuộc đối thoại và ông có thể hy vọng một cách chính đáng rằng áp lực chấm dứt chiến tranh và giảm bớt nỗi đau khổ của người palestine đã dứt khoát lùi về phía sau ông đã biến lời hùng biện của tổng thống mỹ joe biden thành sự ủng hộ vững chắc dành cho israel ngay cả dưới sự lãnh đạo của ông việc ông sẵn sàng mạo hiểm gây ra một cuộc xung đột trên toàn khu vực và lôi kéo hoa kỳ vào cuộc đã loại bỏ cáo buộc của các đối thủ chính trị rằng ông làm suy yếu mối quan hệ song phương ông ấy có thể đã thống nhất được người israel một lần nữa khi đối mặt với nguy hiểm điều này sẽ giúp ông ấy giữ được quyền lực còn một thất bại là vị thế của ông biden đã xấu đi đáng kể nhóm của ông phải làm việc để ngăn chặn phản ứng của israel các lực lượng của Mỹ trong khu vực vẫn gặp nguy hiểm và khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn là rất to lớn. Hoa Kỳ hiện dường như đang tiến gần đến một cuộc xung đột trực tiếp mà ông Biden và Iran đã nỗ lực tránh né. Một phần đáng kể trong liên minh cần thiết để tái đắc cử của ông Biden sẽ không quên Gaza và sẽ không hoan nghênh việc ông ấy tiếp tục ủng hộ Israel, cho dù đó là nhằm xoa dịu phản ứng của Israel đối với Iran hay khiến thủ tướng Netanyahu cuối cùng đưa ra quyết định khôn ngoan về Gaza ông Biden dường như một lần nữa đã từ bỏ đòn bẩy của mình với vị thủ tướng lanh lợi của Israel. Daniel E. Mountain, thành viên cấp cao không thường trú tại sáng kiến an ninh Trung Đông Scowcroft, từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, thì nhận định Israel đang tận dụng chính sách bảo hiểm của Mỹ trước khi nó giảm tác dụng. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV và hỏa tiễn phức tạp của Iran nhằm vào Israel chỉ là giai đoạn tiếp theo trong quá trình tìm kiếm trạng thái cân bằng và gian đen lẫn nhau ở Trung Đông. Nguyên nhân gần nhất của cuộc tấn công lần này của Iran là do Israel tấn công vào cơ sở ngoại giao của Iran ở Syria, khiến một số sĩ quan cấp cao của IRGC thiệt mạng. Một cuộc tấn công như vậy khiến phản ứng của Iran là không thể tránh khỏi. Cuộc tấn công vào đầu tháng 4 của Israel là kết quả của những nỗ lực liên tục nhằm thiết lập lại khả năng gian đe chống lại Iran sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Israel cũng nhận thức được rằng họ có lợi thế tạm thời trước sự gia tăng lực lượng quân sự của Mỹ trong khu vực. Lực lượng Mỹ này là chính sách bảo hiểm của Israel. Điều đáng chú ý là chỉ một năm trước, Mỹ mới có một phần nhỏ máy bay quân sự và tàu chiến trong khu vực này. Mọi chuyện tiếp theo sẽ đi đến đâu sẽ phụ thuộc vào sự thành công tương đối của cuộc tấn công ngày nay của Iran. Nếu Iran cảm thấy rằng họ đã đáp trả đầy đủ trước cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở của mình, thì khu vực này sẽ lùi bước khỏi bờ vực của một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn. Tuy nhiên, nếu như cuộc tấn công của Iran thành công quá mức, thì Israel sẽ đáp trả. Chu kỳ phản ứng tất yếu sẽ bao gồm cả Mỹ và có thể sẽ lan rộng khắp khu vực. Bất chấp sự thành công tương đối của cuộc tấn công của Iran, không có gì bảo đảm rằng sẽ không có một chu kỳ leo thang khác. Các quan chức cấp cao tại ngũ rất Đài đã nhiều lần nói rõ rằng họ muốn rút lực lượng của Mỹ khỏi Trung Đông và tái cam kết đưa lực lượng này tới các chiến trường Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu. Israel biết về động thái này, Israel cảm thấy họ phải hành động trong khi còn có sự hiện diện mạnh mẽ của lực lượng Mỹ, vì vậy cuộc tấn công gần đây sẽ không phải là dấu chấm hết. Ngoài mối đe dọa liên tục từ Iran, vấn đề lớn thứ hai chưa được giải quyết là sự thiếu minh bạch các nhà lãnh đạo Israel đã không thông báo cho Hoa Kỳ về cuộc tấn công đầu tháng Tư của họ nhằm vào cơ sở ngoại giao của Iran. Lực lượng Mỹ được triển khai tới khu vực như một chính sách bảo hiểm cho Israel, trong khi nước này tiến hành chiến dịch ở Gaza. Israel thực sự cần chia sẻ kế hoạch của mình, trong khi các nhà lãnh đạo của Mỹ cũng phải thừa nhận sự cần thiết phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về việc duy trì sự hiện diện đầy đủ trong khu vực để hỗ trợ ngăn chặn Iran. Holly Dugres, biên tập viên của các blog. Iran Source và MENA Source thuộc Hội đồng Đại tây dương thì cho rằng các cuộc biểu tình của người Iran đã được dàn dựng. Người Iran ủng hộ chế độ đã xuống đường ở một số thành phố, bao gồm cả thủ đô Tehran, để ăn mừng phản ứng của Cộng hòa hồi giáo đối với cuộc không kích ngày 1 tháng 4 của Israel nhằm vào khu Đại sứ quán Iran, khiến một số thành viên cấp cao của IRGC thiệt mạng. Tại quảng trường Palestine ở Tehran, những người Iran ủng hộ chế độ tình cờ tụ tập bên dưới một bảng quảng cáo của tòa nhà mới có biển hiệu bằng tiếng do Thái và dòng chữ Chết vì nỗi sợ hãi này. Kho dự trữ của bạn có đủ thực phẩm và nhu yếu phẩm không? Ám chỉ sự trả đũa của Iran chống lại Israel. Những người Iran ủng hộ chế độ cũng tập trung tại mộ của tư lệnh lực lượng Quốc bị ám sát qua xem Soleimani ở Kieman và chỉ huy lực lượng Quốc của IRGC tại Liban và chuẩn tướng Mohammed Reza Jahidi của Syria, người mà Israel vừa mới ám sát ở Esfahan. Những sự kiện này đã xảy ra vào lúc quá nửa đêm, nên có vẻ như những cuộc tụ tập này đã được lên kế hoạch trước và do nhà nước tổ chức. Trong khi một số người ăn mừng tin tức này, thì những người Iran khác lại lo lắng về việc liệu điều này có dẫn đến một cuộc chiến tranh khu vực hay không. Đoạn phim từ mạng xã hội cho thấy người Iran xếp hàng tại các trạm xăng để đổ xăng cho ô tô của họ và trong một số trường hợp, họ còn đến các siêu thị nhanh để mua thực phẩm và vật tư do các sự kiện đã diễn ra vào đêm khuya. Về phía chính thức, đang trên nền tảng X, phái đoàn thường trực của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Liên Hợp Quốc đã viện dẫn Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc để biện minh cho việc trả đũa Israel nhưng cũng tuyên bố rằng vấn đề này có thể được coi là đã kết thúc. Tuyên bố này được công bố trước khi tất cả máy bay không người lái và hỏa tiễn tiếp cận các mục tiêu của chúng. Về bản chất, Cộng hòa Hồi giáo đang cho rằng các sự kiện đã kết thúc trước khi chúng bắt đầu. Điều đó có thể không phụ thuộc vào Tehran. Danny Citrinowicz, người từng phục vụ 25 năm ở nhiều vị trí chỉ huy khác nhau trong cơ quan tình báo quốc phòng Israel, thì cho rằng cuộc tấn công chưa từng có của Iran có thể không dẫn đến chiến tranh khu vực. Sau những lời đe dọa của giới lãnh đạo, coi vụ ám sát Mohammed Reza Zahidi ở Damascus là vượt qua lằn danh đỏ, Iran đã tấn công vào Israel, Israel và Mỹ cảnh báo Iran không thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên có vẻ như giới lãnh đạo nước này đã nhận ra rằng cái giá của việc không tấn công còn cao hơn chính cuộc tấn công vì Iran phải khôi phục khả năng gian đe và tái cân bằng phương trình gian đe đối với Israel. Kết quả của cuộc tấn công phụ thuộc vào rất nhiều điều. Giả sử Israel với sự giúp đỡ của Mỹ thành công trong việc đánh chặn hầu hết các máy bay không người lái và hỏa tiễn hành trình đang lao tới, Điều này có thể sẽ cho phép Israel phản ứng một cách hợp lý để cuộc xung đột hiện tại giữa các nước có thể được kết thúc. Trong mọi trường hợp và bất kể kết quả cuộc tấn công của Iran như thế nào, đây là sự kiện chưa từng có trong mối quan hệ giữa Iran và Israel. Sự kiện này nêu bật sự cần thiết của Israel trong việc hợp tác trong liên minh với các đối tác chống lại Iran và không chỉ dựa vào khả năng phòng thủ cũng như bất kỳ hoạt động tấn công nào. Nếu Israel vẫn ưu tiên tiêu diệt Hamas và thả con tin, thì bất kỳ sự mở rộng nào của cuộc xung đột hiện tại sẽ phản tác dụng đối với những mục tiêu này. Trong mọi trường hợp, chúng ta đang ở giai đoạn sơ bộ của sự kiện này và rất nhiều điều có thể thay đổi trong những ngày sắp tới. Chuyên gia về chính sách của Hoa Kỳ ở Trung Đông, Tuka Nusrat, nhận định phản ứng của Iran khiến Jordan rơi vào thế bấp bênh. Cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel vì việc nước này nhắm vào lãnh sự quán Iran ở Syria đã đặt Jordan vào tình thế nguy hiểm, có nguy cơ gây bất ổn cho quốc gia thường được gọi là hòn đảo ổn định trong biển hỗn loạn. Trong 6 tháng qua, giới lãnh đạo Jordan đã lên tiếng kêu gọi ngừng bắn ở Gaza để ngăn chặn sự leo thang của cuộc xung đột láng giềng thành một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực. Jordan với nền kinh tế mong manh và có dân số tị nạn Palestine lớn, cũng như vị trí địa lý bấp bênh, đang gặp nhiều nguy cơ, Mặc dù là một đồng minh vững chắc của Hoa Kỳ và là bên được hưởng sự hỗ trợ kinh tế và quân sự đáng kể, nước này vẫn phải vật lộn với sự bất mãn quá lớn của người dân về nền hòa bình lạnh nhạt kéo dài hàng thập niên với Israel. Trong vài giờ sau cuộc tấn công, Jordan tuyên bố đóng cửa không phận của mình và các báo cáo cho thấy, nước này đã thực hiện đúng lời hứa đánh chặn máy bay không người lái hoặc tên lửa của Iran bay qua không phận của nước này. Các video xuất hiện trên mạng xã hội về các vụ nổ trên bầu trời Amman và tàn tích của thứ dường như là tên lửa của Iran bị bắn hạ tại một khu dân cư ở thủ đô. Một dòng trạng thái trên mạng xã hội X đã nắm bắt một cách khéo léo những gì có thể là cách giải thích phổ biến của một số người Jordan về các sự kiện trong vài giờ qua. Vua Jordan đã thả tên lửa vào công dân của mình để bảo vệ Israel. Một số người cho rằng Jordan không nên tự bảo vệ mình khỏi bị Iran lợi dụng để tấn công người khác. Nhưng nhiều người cho rằng, Vương quốc Hashemite đang bảo vệ Israel khỏi sự xâm lược của Iran. Quả thực, sự leo thang mới nhất mà Jordan và những người khác đã cảnh báo trong nhiều tháng đang đến hồi gay gắt. Các lợi kinh tế và chiến lược của Mỹ trong khu vực tiếp tục bị đe dọa khi chính quyền ông Biden ủng hộ cuộc tấn công dữ dội của Israel vào Gaza một cách rất rõ ràng, bất chấp những hồi chuông cảnh báo trong nước và khu vực, trong khi tổng thống Joe Biden bắt đầu nhiệm kỳ của mình với mục tiêu kéo Hoa Kỳ ra khỏi xung đột trong khu vực và giảm bớt sự hiện diện quân sự của nước này ở đó. Ông Biden có thể kết thúc nhiệm kỳ của mình bằng một lệnh trừng phạt đối với Israel nhằm loại bỏ những hậu quả nghiêm trọng mà một cuộc xung đột khu vực chắc chắn sẽ gây ra và đưa các đồng minh dễ bị tổn thương như Jordan vào tình thế khó chịu nhất. Thomas S. Warwick, cựu nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ nhận định, chế độ Iran vừa đưa ra một đánh giá sai lầm lớn về mặt chiến lược Thay vì để người Israel bị chia rẽ giữa một bên là những người muốn đánh bại Hamas và một bên là những người muốn chứng kiến sự trở lại của các con tin mà Hamas bị bắt cóc vào ngày 7 tháng 10, chế độ Iran dường như đã thể hiện rõ ràng bằng cách phản ứng thái quá rằng Israel cần phải nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề này, tiêu diệt mối đe dọa từ Hamas. Nếu không, Israel sẽ phải đối mặt với làn sóng tấn công tên lửa tiếp theo từ nước láng giềng Iran có thể đã chọn cách phản ứng nhẹ nhàng hơn trước cuộc tấn công ngày 1 tháng 4 nhằm vào một nhóm lãnh đạo lực lượng Quds của IRGC đang họp ở Damascus. Bất kể sự thành công hay thất bại của các cuộc tấn công tối cuối tuần, từ góc độ quân sự, từ góc độ chính trị, số lượng máy bay không người lái và hỏa tiễn được bắn ra và thực tế là chúng được bắn từ lãnh thổ của Iran vào lãnh thổ của Israel sẽ có tác động lâu dài hơn so với hậu quả vật chất. Iran trước giờ vẫn dựa vào sự phủ nhận chính đáng bằng cách sử dụng lực lượng ủy nhiệm để tấn công các mục tiêu của Israel ở cả Israel và các nước khác, nhưng chiếc mặt nạ đó bây giờ đã được gỡ bỏ, niềm hy vọng của Iran về sự sống sót của Hamas, điều mà Iran sẽ coi là một chiến thắng, cho dù có bao nhiêu thường dân của Israel và Palestine thiệt mạng, giờ đây dường như ít có khả năng xảy ra hơn. Quyết tâm của Israel đã được củng cố. Cuối cùng, Cựu trợ lý thư ký về các vấn đề chính trị quân sự tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Clark Cooper đã giúp đồng giả có cái nhìn rõ ràng hơn về việc hệ thống phòng không của Israel hoạt động như thế nào với sự hỗ trợ của Mỹ. Trong 15 năm qua, Israel đã nâng cấp hệ thống phòng không của mình một cách thích hợp để chuẩn bị cho các cuộc tấn công như ngày nay, bổ sung các hệ thống mới để đánh chặn tên lửa đạn đạo bắn từ khoảng cách xa tới 2.400 km. Phạm vi đánh chặn đó bao gồm việc tiếp cận Iran và nơi các nhóm chiến binh ủy nhiệm liên minh với Iran như Yemen, Syria và Iraq đóng quân. Hệ thống mũi tên được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo, cung cấp cho Israel lớp trên cùng của hệ thống phòng không nhiều lớp, cùng với hiệu quả đã được chứng minh rõ ràng của vòm sắt. Là quốc gia nhận hỗ trợ an ninh hàng đầu của Mỹ, Israel đã tận dụng phần lớn những nguồn lực này để hỗ trợ khả năng phòng không có chủ quyền của mình. Hỗ trợ an ninh hiện tại của Hoa Kỳ được hướng dẫn bởi một khuôn khổ đã được chính thức hóa bằng biên bản ghi nhớ MOU 10 năm 2019-2028. Cam kết của Hoa Kỳ giúp Israel duy trì lợi thế quân sự chất lượng để chống lại bất kỳ lực lượng quân sự thông thường đáng tin cậy nào. Đây đã là một lời hứa chính sách kéo dài hàng thập niên, nó bắt nguồn từ việc thành lập nhà nước Israel và cuối cùng được đưa vào luật pháp Hoa Kỳ. Sau đó, tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan và thủ tướng Israel, Yitzhak Shamir, vào năm 1983 đã tuyên bố thành lập nhóm chính trị quân sự chung để hợp tác an ninh song phương và hỗ trợ Israel chống lại các mối đe dọa từ bất kỳ cá nhân nhà nước hoặc tổ chức phi nhà nước nào. Diễn đàn nhóm chính trị quân sự chung song phương tiếp tục đóng vai trò là kênh liên lạc thiết yếu về các yêu cầu cũng như vai trò thực thi của biên bản ghi nhớ hiện tại. Hàng năm, Hoa Kỳ cung cấp 3,3 tỷ đô tài trợ quân sự nước ngoài và 500 triệu đô cho các chương trình hợp tác phòng thủ tên lửa. Kể từ năm tài chính 2009, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Israel 3,4 tỷ đô tài trợ cho hệ thống phòng thủ tên lửa. Kể từ năm tài chính 2011, Hoa Kỳ đã cung cấp 1,3 tỷ đô cho hệ thống vòng sắt. Hơn nữa, thông qua FMF, Hoa Kỳ cung cấp cho Israel quyền tiếp cận một số thiết bị quân sự phát triển nhất trên thế giới, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-35 Lightning thưa quý vị bản tin tổng hợp của dkn xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin thân ái chào tạm biệt